Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chủ trương về một tuyến đường ven sông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương, Đồng Nai đã làm nức lòng người dân những ngày vừa qua. Một tuyến đường ven sông liên tỉnh sẽ là câu chuyện lâu dài của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Đặc biệt có một tuyến đường ven sông đã hiện hữu và đang rất được mong chờ, nhưng bởi vì nhiều điểm nghẽn nên vẫn chưa thể thông tuyến. Đó là tuyến đường từ bến Bạch Đằng qua cầu Ba Son nối với cầu Sài Gòn, dài khoảng 4 km, nằm ở trung tâm đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và sông Sài Gòn. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những chướng ngại trên tuyến đường này cũng như những giải pháp tháo gỡ vấn đề này nhé. Hãy hình dung một buổi chiều mát mẻ, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chạy xe dọc trên con đường ven sông tuyệt đẹp từ chân cầu Khánh Hội quận Nhất theo đường Tôn Đức Thắng đến chân cầu Ba Son, tiếp tục đi ven sông luồn qua chân cầu Thủ Thiêm, đi qua hai khu dân cư hiện đại là Sài Gòn Pearl và Vinhomes, còn bên kia bờ sông với hàng cây xanh ngắt cho tới tận chân cầu Sài Gòn. Quãng đường dài 4,1 km tuyệt đẹp này không chỉ thêm một lựa chọn đi lại cho người dân mà còn trở thành một biểu tượng mới của Sài Gòn, một điểm nhấn của thành phố ven sông và mục tiêu đánh thức sông Sài Gòn mà lãnh đạo thành phố đang quyết tâm thực hiện. Thế nhưng, đoạn đường lẽ ra phải đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt này lại đang bị tắc bởi ba chướng ngại. Đó là điểm tại khu cảng Ba Son cũ, kéo dài đến khu vực sân góp tại chân cầu Thủ Thiêm 1. Sau đó đoạn đường thông được một đoạn và bị chắn ngang bởi bức tường ngăn cách giữa khu dân cư Sài Gòn Pearl và Vinhomes. Theo nhiều nhà quản lý và các chuyên gia đô thị, tháo dỡ những chướng ngại để thông đường, đưa không gian và lợi ích ven sông về cho cộng đồng là điều cần làm ngay khi pháp lý và quy hoạch đã có đủ. Với điểm nghẽn đầu tiên là bức tường ngăn cách giữa hai khu dân cư Sài Gòn Pearl và Vinhomes, bức tường cao khoảng 2,5m, hiện do chủ đầu tư dự án Sài Gòn Pearl quản lý. Bức tường kéo dài từ bờ sông Sài Gòn vào sâu phía trong các dãy nhà cao tầng, xe cộ muốn qua lại, hai khu dân cư buộc phải đánh vòng ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, lộ trình khoảng 1 km. Tại bức tường, hiện tại chỉ có một cánh cổng nhỏ rộng khoảng 1m, cao 2m được bố trí để phụ huynh dẫn bộ con em qua trường phổ thông song ngữ quốc tế nằm bên cạnh khu Sài Gòn Pearl. Tháng 12/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo rà soát pháp lý để phá tường thông đường. Thời điểm đó, dư luận đặt ra vấn đề thông đường không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn có thông điệp hãy trả lại bờ sông cho cộng đồng, không thể biến của chung thành của riêng từng dự án. Theo tìm hiểu, đến nay, các sở ngành cùng các địa phương liên quan đã cung cấp thông tin về pháp lý, cho thấy hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn 50m có một con đường ven sông nằm trong các quy hoạch. Trong kết quả rà soát của Sở Quy hoạch Kiến trúc, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã định hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn kết nối từ đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn tiếp giáp quận Nhất, nối tiếp phía dưới cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Sài Gòn đến khu vực cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Còn đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Bình Thạnh đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000, định hướng quy hoạch đoạn đường ven sông này rộng từ 18-35m. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, đối với dự án Sài Gòn Pearl, vào năm 2004, Sở đã có văn bản về việc thỏa thuận quy hoạch kiến trúc xây dựng tỷ lệ 1/500 tại khu đất gần 10,4 ha, đường ven sông Sài Gòn rộng 15m, nằm trong ranh hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn 50m. Đồng thời, phần diện tích đất công viên cây xanh tập trung 12.817m2 của dự án cũng nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn. Còn với khu dân cư Vinhomes và trường tiểu học và trung học cơ sở, đường ven sông được quy hoạch rộng 35m. Như vậy, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã xác định đường ven sông qua dự án khu dân cư Vinhomes là 35m, qua dự án Sài Gòn Pearl thì tuyến đường ven sông Sài Gòn có lộ giới 15m, chưa đồng bộ với các dự án còn lại. Lý do chưa đồng bộ, theo Sở, là bởi quá trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và triển khai dự án trước thời điểm lập quy hoạch chung. Nếu triển khai tuyến đường ven sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Sài Gòn đồng bộ với lộ giới 35m thì cần được Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh rà soát việc thực hiện quy hoạch và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất. Điểm nghẽn tiếp theo là từ cầu Thủ Thiêm 1, đoạn đường ven sông bị đứt đoạn bởi một số công trình và sân góp nằm bên phía tay trái, hướng từ thành phố Thủ Đức về quận Bình Thạnh. Nhìn từ trên cao có thể thấy, đoạn đường ven sông qua khu vực này gần như không có. Sân tập góp là hạng mục có diện tích lớn nhất và nằm sát ra bờ sông. Bên trong là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thị Nhà 2. Chướng ngại sau đó là khu vực từ công viên cảng Ba Son đến cầu Ba Son. Đoạn tiếp giáp rạch Thị Nhà đã có đường đi dọc khu dân cư Vinhomes Golden River. Đoạn cuối tiếp giáp với khu vực cầu Ba Son đang bị trào chắn và có công trình xây dựng. Khu vực này có một đoạn đường đất chạy dọc bờ sông, nếu đoạn đường này được thông suốt, có thể nối vào đường Tôn Đức Thắng.
Theo tìm hiểu, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã chủ trì phối hợp lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên Bến Bạch Đằng theo bản vẽ của Sở Quy hoạch Kiến trúc. Phía dưới chân cầu Ba Son là con đường thông suốt nối từ cầu Khánh Hội, Bến Bạch Đằng đến các khu dân cư ven sông tại Ba Son. Đồng thời có cả một bến tàu để phục vụ giao thông thủy công cộng, bến đậu du thuyền. Đại diện của Sở Giao thông Vận tải cho biết tuyến đường ven sông khu trung tâm sẽ được ưu tiên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý xây dựng các công trình giao thông lên phương án hoàn chỉnh dự án đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Bình Triệu theo quy hoạch được duyệt. Dự án này về mặt bằng rất thuận lợi bởi một số đoạn nhà đầu tư dự án bất động sản đã triển khai. Thành phố sẽ nghiên cứu để hình thành tuyến đường trước năm 2025 theo phương án sơ bộ. Đường ven sông từ cầu Ba Son đến đường chui dưới cầu Sài Gòn khoảng 1.780 tỷ đồng. Trong đó chi phí mặt bằng trong tổng mức đầu tư rất thấp, chỉ khoảng 105 tỷ đồng. Việc nối liền con đường ven sông tuyệt đẹp giữa trung tâm thành phố, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tốt về cả mặt cảnh quan và giao thông cũng là cách gắn người dân thành phố chặt hơn với dòng sông. Năm 2022, chúng tôi đã quan sát, lấy ý kiến, ai cũng ao ước đường ven sông được khơi thông một mạch ở khu vực trung tâm. Phía trước công viên Bến Bạch Đằng hiện đã có tuyến đường Tôn Đức Thắng ôm theo bến và sông rất đẹp. Còn từ đoạn đường Tôn Đức Thắng hướng về Bình Thạnh bị khựng lại, ngay chân cầu Ba Son và cần phải thông suốt. Tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc làm đường ven sông Sài Gòn rất cần thiết, đặc biệt là đoạn ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành một phần từ Bến Bạch Đằng hướng đi cầu Sài Gòn. Trước đây, thành phố cũng đã có chủ trương thúc đẩy làm dự án đường ven sông. Trước khi tính đến tính khả thi của việc triển khai đồng bộ toàn dự án dài cả 100 km từ đường ven sông Sài Gòn ở Thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh, thì cần làm những đoạn có sẵn ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Cương nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm được các dự án lớn, đây còn có nghị quyết 98 hỗ trợ rất nhiều, tại sao chúng ta không làm được? Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, quý khán giả có đánh giá như thế nào về vấn đề này? Liệu rằng một tuyến đường ven sông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương có thể được hiện thực hóa trong thời gian tới? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của Cafeland TV để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản nhé.